Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại sẽ đang có mặt tại quán cơm nhà 1989. Đây là mặt tiền của phía bên đường Trần Đăng Phong, hai mặt tiền ạ. Ngay cái mặt tiền đây là mặt tiền phụ thôi, nhưng mà Gia Lan em thấy cái view này đẹp, em chia sẻ trước ha. Cái ghế ngồi hai bên á, có cây có phía sau, em thích mấy cái view này. Mình sẽ qua cái mặt tiền chính và mình đi vào bên trong quán cơm nhà 1989. Em chia sẻ tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, để ai cái dịp mà ở Quy Nhơn mà chưa đến, đây cũng có một cái cổng đi vào rồi. Là một cái cổng này đi vào này đó. Đây là cổng phụ, cũng có đường đi vào luôn. Và nếu như mà ai ở Quy Nhơn cũng như là ở xa mà đến Quy Nhơn không biết quán cơm nào mà ngon cũng như là đẹp thì mình sẽ biết qua kênh Bắc Kinh Vlog để mà đến quán cơm nhà 1989. Đây là quán cơm nhà 1989, là phía mặt chính của đường Bùi Hữu Nghĩa ạ. Đó. Cơm nhà 1989. Ai ở xa mà đến đây, chào chú. Thì mình sẽ được ăn một nhà hàng cơm hoặc là quán cơm nhà. Để mà nói chung cơm nhà thì nói từ cơm nhà là quá gần của em, xin phép mời mọi người vào đây. Hôm bữa em bị lau nhà, dọn dẹp nhà cửa rồi lau cầu thang á, bị té cho nên cái tay bị xước cho cái kính lau kính cầu thang á. Cho nên là 2-3 ngày nay em bị thiếu video, cả nhà mình thông cảm nha. Em mời mọi người. Đây là cổng chính của quán cơm nhà 1989. Cái view này không gian thoáng mát, không có mọi người ngồi cũng đông á. Ôi, cái đây là không gian mở luôn ạ. Đây là không gian mở luôn. Đây, cơm nhà 1989. Cái khu này là khu nước ép à. Hấp dẫn quá. Mình quay bên này nè, cá rau này nè. Ở Quy Nhơn em là cá món mắm này nè, mắm cà. Quán này thì lần đầu tiên em đi để em chia sẻ với cả nhà mình, cho em cũng chưa có vào đây ạ. Đó, dĩa rau sống. Trời ơi, cái rổ rau sống này nè, em chưa chia sẻ, nhưng mà đây là một cái rổ rau sống nè. Quy Nhơn em là lúc nào cũng có những cái hàng rau tươi sống. Cái chén ớt sắc tuyệt vời không ạ. Bây giờ mình sẽ lại bàn. Mình gọi, nhưng mà em thấy cái chỗ này là có cái view ở đây thì quá đẹp. Đây là bàn đã đặt rồi. Chỗ này là mình để mà chụp hình review cũng đẹp quá. Mình chụp một tấm hình tại đây làm kỷ niệm nè. Rồi, đẹp quá. Cảm ơn em. Bây giờ mình nhìn qua cái không gian này nè. Mình được nhìn luôn vào bếp, hấp dẫn. Em lại thích những cái view như thế này. Trời ơi, có chị nấu luôn. Đó, thấy không? Em cũng chưa biết chủ ở đây, nhưng mà chị chia sẻ kỹ với chỗ này một tí đó. Đó, là thấy luôn là những chị bếp nấu luôn nè. Đây ạ. Em chia sẻ tí, ở trong này là qua một cái không gian kính nè. Đó. Là mình được trực tiếp nhìn thấy các anh chị rồi nấu nướng luôn. Rồi bây giờ em sẽ lại. Đây là không gian bếp của quán cơm nhà 1989 nha cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ em sẽ lại em gọi món. Đây là không gian của quán. Đây, chọn bàn lại ngồi. Bữa nay là hết Tết rồi cho nên là mọi người cũng không có còn đông, chứ bình thường là quán này đông full luôn á. Nên là mọi người, để em xin số điện thoại, em lấy địa chỉ trong cái đây. Em sẽ chọn cái bàn ngồi. Đây là cái menu của quán cơm 1989. Thì bây giờ mình sẽ chọn những cái món ăn mà em muốn ăn. Ở đây có nhiều loại cá cho nên em sẽ chọn cá. Thì trong khi chọn menu thì em sẽ mời cô chú anh chị và cả nhà mình cùng chọn món với em và xem cái menu, để sau này mình có thời gian thì mình đến mình chọn tại nhà hàng, nhà quán. Còn không thì mình sẽ gọi điện trước, hoặc là mình thông qua cái menu này rồi mình chọn rồi mình đến mình gọi cho nhanh ạ. Đây là cái menu của bên
Đây ạ. Đây là đó, chế trộn thì một cây có thể là mình chia ra rồi mình làm trộn như thế này. Đó là đặc sản của Bình Định nè. Gà lên mâm. Em quay kỹ kỹ, đây là cô chú tự đọc à, mọi người tự đọc giùm em ạ. À. À. Còn đây là bên kem, menu này là gỏi da cá trộn rau diếp cá, chả ram tôm đất. Đây là chả ram tôm đất loại nhỏ ạ. Một đĩa tính phần ạ. Còn này là khai vị sứ nẩu là nem ché. À. Đây là chả cá thác lát chiên. Món này cũng là món nhậu ngon lắm ạ. Rồi, em qua trang nha. Đây là ba chỉ kho dưa cải. Ồ, món này có vẻ hấp dẫn nhưng mà giờ em không biết ăn mỏ nè. Em đưa cô chú xem xong rồi em sẽ chọn luôn. Thịt luộc mắm nêm, trời ơi đó. Về Bình Định Quy Nhơn là cứ vậy mọi người ơi. Ba chỉ ram cháy cạnh. Món này cũng tuyệt vời ạ. Rồi đây là sườn non ram mặn. Đây là sườn non sốt mật ong. Đây là sườn non xào chua ngọt và sườn áp chảo. Rồi. Tiếp theo là bên này là thịt heo gồm có ba chỉ xào kim chi, thịt kho tiêu. Món thịt kho tiêu này cũng ngon lắm ạ. Tôm rim mặn đó, những món em yêu thích mà bây giờ cái tay em đang bị đau cho nên em không có dám ăn hải sản để cho nó bị lồi thịt ra. Thịt kho mắm ruốc, rồi rồi món này ngon lắm. Tôm thịt kho tộ, thịt kho trứng, dồi trường chiên tỏi nữa nè, có món dồi trường chiên tỏi. Tới nào em sẽ gọi món dồi trường hấp gừng, em sẽ ăn món này. Đây là dồi trường xào cải chua. À, thôi lấy cái này đi, cái này đi, định gọi dưa cải xào với lại ba chỉ mà em không biết ăn ba chỉ cho nên là thôi lấy cái món dồi trường xào cải chua. Rồi ngon ạ. À. Rồi bên này nãy mình chia sẻ cho ta bà sốt kim chi và ba chỉ xào kim chi. Đây là bò trộn xà lách. Món này mẹ em làm quá tuyệt vời luôn, bò trộn xà lách à. Không biết cái tay gì ăn bò được không. Món này ngon lắm. Bò xào chua ngọt, bò xào măng tây. Bò xào măng tây là tuyệt vời. Bò xào bông thiên lý, bò xào đọt bí, bò xào cải xanh. Ở Sapa thì em được ăn món đọt su su, còn ở Quy Nhơn em thì hay ăn đọt bí ngon ạ. Đây là bò xào rau muống. Rau muống em không dám ăn bị lồi thịt à. Bò xào hành cần, bò xào đậu ve, bò xào mướp, gân bò xào nghệ. Đó có giá luôn, mọi người xem kỹ giùm em là 101 nè. Gân bò xào nghệ là 101. Thịt gà gồm có gà kho sả giá 100.000. Gà chiên mắm 130.000. Đây là cánh gà chiên mắm. Quỳ Nhơn em có món cánh gà chiên mắm hấp dẫn à, 120. Đây là cá ngừ chiên nước mắm 100.000. Cá bóp chiên nước mắm 120.000. Cá thu chiên nước mắm 110.000. Đó. Ôi cá nục chiên nước mắm nè, món này cũng ngon lắm nhưng mà em sẽ gọi cá dìa chiên nước mắm. Cá nục là 80.000 mà cá dìa là 120. Cá lóc kho tộ 90.000. Cá bóng kho tiêu 80.000. Cá thu sốt cà 101. Đa số khách ăn món này với lại món cá bóng kho tiêu nhiều ạ. Hôm nay em sẽ gọi món là cá hố chiên. Cá hố chiên nước mắm. Đây giá 101. Và món cá nục kho tộ. Em sẽ ăn món cá nục kho tộ với lại cá hố chiên nước mắm. Còn đây là món cá bóp kho tộ thì nhiều người thích ăn mà em cũng hay ăn rồi. Nãy giờ em chốt được 3 món. Đây là món cá kho, cá cờ kho dưa cải. Ôi món này cũng ngon lắm nha cô chú. Mọi người ơi, 101. Đó. Đây là trứng chiên thịt bằm 50.000.
trứng gà, trứng vịt luộc, dầm nước mắm 20.000. Cái đây mà luộc xong mình chấm với bắp xú á, ngon lắm ạ. Đây là trứng chiên hành 40.000. À, đây là mực, mực thì gồm có mực xào, thơm, kè, dưa leo. Chắc là đồng giá hết á. Đây là 101. Đây là 102. Còn cái mực chiên tỏi là 101, mực chiên xù là 104. Đây là mực xào chua ngọt 102, mực hấp gừng, à mực hấp gừng 102, mực nhồi thịt sốt cà 102, mực cơm riêu mặn, mực cơm riêu mặn 100.000. Đây là đậu hũ gồm cả đậu hũ nhồi thịt bằm sốt cà 70.000. Và đây là đậu chiên sả ớt, món này nhà em á lúc trước làm cũng rất là ngon. Đây là đậu 50.000. Đây là đậu xào chua ngọt 70.000. Đậu kho thịt bằm 70.000. Đậu chiên tẩm hành 50.000. Rau củ xào thập cẩm 75.000. La ghim xào bò 101. La ghim xào 75.000. Giá này mọi người thấy có được không ạ? Rau muống luộc xào tỏi 50.000. Đậu bí luộc xào tỏi 50. Cải thìa xào tỏi 50. À, bông thiên lý xào tỏi 50. Đồng giá 50. Đậu ve xào 50. 50.000. Đây là rau thập cẩm luộc xào. Cái menu này rất là phong phú luôn, rất là nhiều. Đó, em chia sẻ được bao nhiêu đây rồi mọi người xem kỹ giùm em nha. Bây giờ em tua qua nha. Đó, nãy giờ em chọn được, bây giờ mình chọn món canh nữa là được rồi ạ. Đây, đó. Gia là nhiều món lắm, cho nên tha hồ vào đây lựa chọn. Đó, đây là canh. Em sẽ gọi món, đây là canh cá ngừ nấu ngọt. Em sẽ gọi món canh cá ngừ nấu ngọt. À, đây có canh chua cá lóc, canh gà lá giang, canh chua cá dìa rồi đó. À, món canh đó. Nãy giờ là mình chốt được 4 món rồi đó. Với thêm kè, dưa mắm kè nữa là xong. Nhìn cái menu sặc sỡ hấp dẫn quá ạ. Đây có chả ram nhỏ, khoai tây, cơm chiên, mì xào. Đây là gỏi, gỏi hay còn gọi là nộm ạ. Đây là nước uống, giá của nước uống luôn ạ. À, có nước uống luôn. Các cái quầy pha chế nước nãy mình vào mình thấy rồi ạ. Đây, à, nước dưa hấu, tất cả. Đây ạ. Rồi. Hết rồi ạ. Đây. À, bây giờ em sẽ chọn ra, nãy giờ là em chọn được 4 món rồi ạ. Rồi, bây giờ em sẽ gọi món, nãy giờ em đã đưa menu cho mọi người cùng xem rồi. Giờ mình sẽ cùng nhau chọn món. Và đây là bạn nhân viên của quán cơm 1989. Mình bán lại ngày nào em? Mùng 4 Tết đã bán lại rồi hả? 28 Tết mình nghỉ à? 29 mình nghỉ. À, bữa giờ bán khách được không em? Quán cơm này là quán cơm cũng là có tiếng ở Quy Nhơn ạ. Cũng mới thôi nhưng mà nhiều khách đến ăn lắm. Đây là em làm cho chị món dừa trường xào cải chua. Là giá 120.000 à. Rồi món cá hố chiên nước mắm. Hôm nay là em chỉ có ăn cá thôi, không ăn thịt nhiều rồi, em chia sẻ thịt cũng nhiều. Cá hố chiên nước mắm là 110.000 á. Cá nục kho tộ 80.000 à. Rồi, em làm cho chị một cái tô canh. Ở sao mình ăn cá nhiều vậy ta? Bây giờ mình làm cái tô canh canh cá ngừ nấu ngọt hay là canh canh cải cúc? Rồi ăn canh rau đi. Làm cho chị canh cải cúc, cải xanh, thịt bằm đi. Nãy giờ gọi cá nhiều quá. Rồi em làm thì cái này là 90.000. Ăn rau. Rồi còn kè thì mình có kèm thêm đúng không em? À, chị không ăn cà pháo, chị ăn cái kè đó. Lấy thêm cho chị cái kè hồi nãy chị có chia sẻ rồi ở ngoài á. Rồi, chốt lại cho chị bao nhiêu đó nha. Ngon, hôm nay chị uống bia. À, cảm ơn em nhiều nha. Đó. Hôm nay là
sức khỏe không cho phép. Nếu mà vừa rồi mà không đi chùa cầu may chắc em bị nặng hơn, bởi vì cũng lau nhà cửa tới mà sơ ý trượt chân xước cái kính vào tay lau kính cầu thang ạ. Nên là mình đi chùa cũng may mắn lắm, biết đâu mình không đi là mình còn bị nặng hơn đó. Thôi bây giờ thì ở đây là ở đây có mấy câu cái đây là cái menu này nhìn đẹp quá à. Cái câu này em thích quá, nhà là nơi bố đồng tình cùng con lao vào bếp, mẹ vừa nếm đã tươi cười, đồ ăn ngon được phết. Ủa có hai chi nhánh luôn, bây giờ em mới biết ạ. Chi nhánh 1 là ở 41-43 Mai Xuân Thưởng, Quy Nhơn, Bình Định. Chi nhánh 2 là 18 Bùi Hữu Nghĩa, Quy Nhơn, Bình Định. Mà sao em không thấy số điện thoại ta? Để tí nữa em xem trong đây. Đây ạ. Cô chú anh chị xem kỹ rồi à. Sau này mình có chọn những món cơm á, cơm nhà, cơm quê thì ở Quy Nhơn em có cơm quê hương và cơm nhà 1989. Rồi kỹ chưa ạ? Đây là những cái chén. Những cái chén em cũng thích mẫu chén như thế này. Nhìn to. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị. Đây là chẩm chéo. Chẩm chéo thì em cũng đang phân phối là 100.000 một lọ. Và đây là bia Chita. Bia Chita, bia con báo xanh 500.000 một thùng. Một thùng là 24 lon. Một lon là 500ml. Chỉ có 500.000 một thùng thôi. Thì hương vị đậm đà, rất là thơm ngon. Đây là dòng bia cao cấp của anh Hải Sapa TV đang phân phối độc quyền tại thị trường của Việt Nam. Chẩm chéo thì mọi người biết rồi, ngon lắm ạ. Đây là em sẽ tự phục vụ, bởi vì bây giờ bắt đầu khách đã vào đông. Đây là nước mắm trong của Bình Định nè. Mọi người vừa rồi là có vào kênh của em thì vừa rồi là mọi người có đặt em mua những cái mặt hàng như là đặc sản Bình Định, đặt chả ram tôm đất thì cô chú với mọi người đặt nhiều lắm. Thì lúc trước là em có làm chỉ là cái một giá là hàng đặc biệt, là hàng đại, size đại là duy nhất là 201 thôi. Nhưng mà bắt đầu năm mới là vài ngày nữa là em sẽ triển khai là mô hình chả ram tôm đất làm thêm loại giá từ 120 cho đến 120 cho đến 140 thôi, 120 nhỏ lắm, 120 nhỏ lắm, ăn không ngon đâu ạ. Mình ăn loại 140, 180, 201 là mình gồm có 3 loại. Thì mình tha hồ mình đặt, có nhiều cô chú với mọi người muốn ăn nhưng mà có cái dòng đặc biệt của em là loại size đại nó hơi cao tiền, tiền nào của nấy thôi. Thì em sẽ làm thêm mặt hàng là size trung và size lớn, là gọi là size đại là loại đặc biệt ạ, 201, còn lại là 140 với 108 để cho mình đặt đây. Rồi thì bây giờ là mặt hàng chẩm chéo bia Chita Camel đặc sản Tây Bắc là em đang phân phối cùng với vợ chồng anh Hải Sapa TV. Còn đặc sản Bình Định thì là em cũng có là gồm chả ram tôm đất, nem chả tré, bánh tráng nước dừa. Thì vừa rồi mấy chị đặt em bánh tráng nước dừa về tự có loại nướng sẵn lên và có loại là mình tự mình nướng. Nước mắm nhỉ thì có nhiều giá ạ. Nước mắm nhỉ là gồm có là loại 80.000 lít, 120. Thì mình muốn ăn loại nào thì cứ alo em. Còn mắm nêm, mắm cơm á, thì em chỉ có duy nhất một loại thôi. Cái đó là 101 một lít mà một lọ của em bán là nửa lít. Thì là cái loại đó ở Quy Nhơn chưa chắc gì mà mọi người đã được thưởng thức luôn nha. Đừng nói chi là ở các nơi xa. Có nghĩa các cái dòng hàng cá cơm hay là nem chế chả rồi ở Bình Định ở đâu cũng có. Nhưng mà gọi là cái nguồn hàng mà ngon á. Riêng về cái mắm nêm của em bán thì mọi người cứ đổ ra mà dùng thôi. Thì em đang chờ cái
cái nguồn hàng cá đầu năm về mà tươi ngon thơm nữa là em pha chế sẵn, là mọi người chỉ bỏ ra chấm với lại thịt luộc rồi chấm với dồi lòng, trời ơi tuyệt vời lắm. Em chia sẻ bao nhiêu đó rồi, ngoài hàng đặc sản Bình Định thì em cũng đang làm trang web để mọi người vào đó tham khảo, rồi sau này đặt hàng ủng hộ em nha. Bây giờ chờ cơm lên này, em sẽ chia sẻ phần cơm cho cô chú anh chị và cả nhà mình. Thì bây giờ là đồ ăn lên cũng gần như là đủ rồi á, còn thiếu canh nữa là với em cá xin chén mắm cà. Bây giờ mình sẽ khui bia. À, khui bia cho vào. Cái giọng em thì nó cũng hơi yếu yếu à, nhưng mà mình khui bia thì mình cho đá vào cho nó mát. Em quay sát em chị, cái tay chị hơi đau, bưng lên ít độ đó. Hồi nãy là em quay ở ngoài trời là mọi người thấy là trời rất là nắng nóng, một cái ly bia nhìn mát mắt. Đây là hũ chẩm chéo của Sapa TV, giá 100.000 một lọ. Với em đó, nhìn rất là chắc chắn luôn ạ. Đầy, không còn cái chữ nào mà đầy hơn nữa. Hương vị quen thuộc. Em đang chờ canh hay nước ngọt, có em pha vào. Đó. Rồi tôi canh lên rồi, để cho chị xin một chén cà với lại một chén cà với lại một chai ly, một cái lon nước ngọt nãy chị có nói rồi. Em lại thích ăn pha với nước ngọt, ngon lắm. Đây là cái khẩu vị của miền Trung mà. Đây là có một cái dĩa bánh tráng gạo này nè. Mọi người cũng hay nhờ em gọi là đặt hàng em á, là bánh tráng gạo này nè. Về cái độ dai của bánh tráng gạo, bánh tráng gạo Quy Nhơn. Cái này cuốn bánh xèo là cuốn cái gì cũng ngon hết. Em thì em xin là ra là có cái món mà cá nục đây nè. Cá nục đây là em sẽ cuốn chung như thế này. Sẽ rất là ngon khi cuốn với cá. Ở trong quán này mình vô mình xin bánh tráng, mình order thêm ạ. Đây là cá nục kho tộ, rồi mình bỏ ra. Màu sắc cá nục rất là đẹp luôn, em quay kỹ vô cái con cá nục này. Cá nục chiên lên rồi mình kho. Màu em rất là thích cái màu sắc này nè, đẹp. Đây, rồi mình cho tí rau sống vào ạ. Trời ơi, em thích ăn ngò sàng này lắm nè. Rồi, mình cuốn lại như thế này. Bánh tráng nhìn nó dai, nhìn nó ngon à. Cuốn giống cái cuốn chả ram quá. Rồi cái này em sẽ chấm với cái nước chấm của nó này. Đáng lẽ mình chấm với nước mắm, mình chấm với nước mắm nước của nó thử nha. Đây ạ, màu hấp dẫn chưa. Em mời cả nhà mình nha. Cá kho tộ là có vị đậm, mình ăn với cơm. Nếu mà ăn không, vừa ăn không mà phải chấm vào. Em ăn không, có lẽ là phải chấm với chén mắm này nè. Bây giờ em nói ăn vừa ăn rồi. Ăn một miếng ớt nè. Mọi người thấy cái màu mắm nó đậm á, cái vị nó cũng đậm á. Em đang chờ nước ngọt em pha, nhưng mà mọi người thấy không ạ? Đây, ăn không nữa nha. Đây là ở em gọi là dồi trường á, mà không biết là ở ngoài Bắc gọi là cái gì em quên mất.
Chấm nguyên chất luôn à. Mình thử nha. Ồ, ăn không ngon lắm. Em chưa còn pha á. Cái giờ trường nó sực. Em ơi, cho chị lon bảy ấp. Ngon quá. Mình chấm không nó cũng ngon à. Cái giờ trường này nè, mọi người thấy không? Chia sẻ cởi giùm chị tới. Đây là dưa cải với lại dồi trường. Màu sắc cũng hấp dẫn nữa. Nhìn cái dĩa nè, nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Em nhai miếng này. Giòn quá. Đây, thơm mới này. Cho chậm chiếu à. Ngon quá rồi. Cái vị ở đây á, cá thì cá cao tổ kho như thế, mình ăn với cơm nữa là vừa ăn á, ngon ạ. Còn cái em nhai là mọi người biết là giòn. Cơm là cơm gạo dẻo này ạ. Đây, đây là cơm gạo dẻo. Em là thích ăn cơm gạo dẻo à. Khui ra giùm chị luôn nha, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Để đó cho chị. Đang bị đau tay ha. Nhờ bạn khui giùm. Đây. Đây chung vào ạ. Đây, camera uống. Đây ạ. Pha như này là vừa, đừng có đổ nhiều quá nó bị loãng. Mà đổ ít quá thì nó đặc. Màu sắc quá đẹp. Hương vị thơm ngon. Và với nước ngọt. Ngon lắm ạ. Rồi. Tuyệt vời. Đây là cái món mà cá hố này. Cá hố này á, em có chia sẻ là cái này 101, 102 gì em quên rồi. Đó, cái lát cá hố chiên như thế này là màu sắc đẹp nè. Mà đây là cá hố to nè, cô chú, mọi người. Cái số thịt này, trời ơi. Em ăn không trước nha, nhìn hấp dẫn quá mà cái màu sắc đẹp à. Trời ơi, bên trong trắng. À, bên ngoài thì vàng, ở trong thì nhìn mềm trắng mà ở ngoài thì vàng. Ôi, em ăn không trước nha, em mời. Ngon quá. Cái thịt cá thơm, ở ngoài thì nó màu sắc đẹp, nhai thì giòn. Nè, bên trong cái màu trắng của con cá, nó mềm, nó thơm, ngọt, tuyệt vời ạ. Lần đầu tiên em vào này luôn á. Bây giờ là mình cho xoài vào đây nè. Đây, đây cho xoài vào mắm nè. Tùy mỗi người thích ăn sao ăn ạ. Đó, em thì em hay cho mắm xoài vào như thế này. Xong rồi rưới lên cá. Đây, rưới lên. Đây ạ. Quay sát lại em. Đây, sát vào đây. Đó, đó gọi là cá hố chiên mắm xoài là như thế này ạ. Đây, đây. Rồi, tuyệt vời quá. Em nói những cái gì em bị dắt là em coi lại video là em biết là em sẽ cố gắng em sửa. Cho nên là cô chú mọi người góp ý là em đều cảm ơn và ghi nhận hết á. Không bao giờ mà bác bỏ những cái comment cũng như là cái sự đóng góp ý kiến của mọi người. Cho nên là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trời ơi, cái cá nó giòn á. Xoài vàng, màu vàng đẹp. Nước mắm á,
Nước mắm ớt tỏi làm rất là ngon. Xoài cái độ chua vừa, em hiểu. Đây là một cái sự kết hợp tuyệt vời, có nghĩa là có nhiều chỗ á hoàn hảo này. Có nhiều chỗ thì người ta họ chỉ được một, ví dụ như cá ngon hoặc là xoài hoặc là nước mắm, nhưng mà đây cả ba em thấy là hòa quyện với nhau, kết hợp rất là tốt. Về nói chung là ba thứ ăn lại chung là hợp, hợp hương vị, hợp tất cả. Giòn. Ngon quá. Giòn lắm. Khi mà em ăn một cái gì mà em cảm giác như nó ngon miệng á, em lại muốn chia sẻ cái ly bia liền, bởi vì món ăn vào miệng mà ngon á. Uống bia vào rất là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời, em bị dính chút là em nhẹ ra. Bia không nhất thiết là phải nhậu, ăn cơm á, như mẹ em á, đâu có biết, không biết đi ra đường, không biết gì hầu luôn. Mẹ em rất là người phụ nữ của hồi xưa á, nhưng mà mẹ cũng thích uống một lần bia lúc mà ăn cơm á. Mẹ em chỉ là một lon, hai lon là say á, mà mẹ cũng thích. Ngon quá, làm lâu rồi không có giấy à. Rồi đây em bỏ vào luôn. Đây là cái tô canh. Em quay kỹ về cái tô canh giùm chị. Tới bình thường em sẽ bưng lên, nhưng mà hôm nay tay em hơi đau á. Cái tô canh này là canh rau cải cúc này, nấu với thịt bằm. Ở nhà em, Quy Nhơn em cũng hay ăn kiểu này. Không biết ở các nơi làm sao, cho ở nhà em cũng hay nấu. Chắc là nấu bằng nước thịt, cho nên thịt nhiều cái nước nó hơi màu nó rơi cái màu thịt rồi. Nhưng mà nấu canh như thế này mới ngon, cho canh rau, canh thịt mà đi ra mà trong thì nó không ngon đâu nha cô chú. Trời ơi, em sẽ ăn một con cá nục. Cá nục này ăn không cần chấm, vừa ăn. Ăn không tuyệt vời, ngon quá. Nói chung là đậm đà đó. Ăn xong rồi kèm với rau nữa là cũng vừa ăn chứ không cần phải chấm à. Em ơi, cho chị chén mắm kè nha. Ngon quá. Trời, con cá nục này nó làm ba xó luôn. Cái xó cá nục này, cá nục mà chiên được ha thì không còn gì bằng ạ. Hôm nay em đến thì khách ra về ít hơn mọi hôm, nhưng mọi hôm khách đông lắm, không có chỗ ngồi, chờ lâu lắm. Không biết nữa. Ngon mà hơi thiếu vị cay á, em lấy vị cay chậm xíu vô cho tăng hương vị cay với thơm. Ngon quá. Cái dĩa rau ngon đó nha mọi người ơi, xanh này, xanh sạch, nhìn dĩa rau bắt mắt, ăn vào ngon miệng á. Cái cá nục mình càng nhai á, nó càng ngọt, nó càng dai, cái miếng cá, thịt nó ngọt. Hôm nay em kêu cái bàn đồ ăn như thế này thì không nhiều, nhưng mà món ăn chắc lộn á. Còn cải mà xào với cái này thì không còn gì bằng. Nhưng mà để em chấm cái này em chia sẻ cho mọi người nha. Đây là nước mắm nguyên chất của Quy Nhơn em á, mắm nhỉ á. Đây ạ. Kẹp vào một miếng ớt.
Nhiều quá. Ngon không ạ? À? Em mời nha. Trời ơi, rất là hợp với mắm nhỉ. Nó ngon mà nó rất vô cổ. Tỏi, tỏi trong chậm chéo. Miếng tỏi. Trời ơi. Anh như vậy nó mới đã luôn. Còn sống. Bỏ uổng còn sống mà. Không biết làm sao mà cái miếng này nè, nó lại hợp với loại chậm chiếu khủng khiếp luôn. Nó rất là hợp với chậm chiếu luôn ạ. Trời ơi, ăn này uống bia bia nữa thôi còn gì bằng. Mời nha. Ngon quá. Cái dưa chuồng cũng giòn mà dưa cải cũng giòn. Cái hương vị dưa cải chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Thêm hương vị chậm chéo cay cay, thơm thơm. Hết cơm. Ngon quá. Muốn cảm nhận hết cái vị ngon của đồ ăn, sau đó uống một miếng ly bia vào nữa. Quá tuyệt vời à. Hơi lạnh. Với lại là em bị viêm họng, đang bị cảm. Định là một hơi cho đã, nhưng mà nó sẽ bị lạnh cổ họng em. Ngon quá, ngon quá, em ăn miếng nữa, ngon quá. Hôm nay em sẽ chia sẻ kỹ đồ ăn một tí. Hôm nay em chỉ quay món ăn thôi, bởi vì không khỏe cho nên là không có được quay nhiều thôi, sẻ cho mọi người. Thơm ngon không? Đồ ngon là mình hay để dành á. Anh chan miếng canh, nhìn cái tô canh mà cái màu, màu xanh của rau, cái thịt bằm vừa vừa ăn nha, không có bị kiểu như là không có bị to cũng không có bị nhỏ, em thích như thế này. Cái tô này nhìn cái màu canh cũng nước này ngon á. Nhiều người không biết, cứ tưởng là canh là phải trong nhưng mà không phải đâu ạ, tùy loại canh. Mà riêng canh thịt, canh rau là phải có màu thịt, màu nước thịt đẹp. Quan trọng là rau xanh. Em ăn thử nó có giòn không nữa là 10 điểm mà. Vị ngon với lại rau xanh giòn nữa là 10 điểm. Đối với em á, là rau giòn, xanh, nước, canh, thơm, ngon, ngọt. Nhưng mà em sẽ cho một xíu nước mắm này vào. Bởi vì là vừa ăn á, nhưng mà em cho nó muốn đậm đà thì em cho thêm đậm đà vào một tí đó. Như thế này. Em thích ăn muỗng á, chứ không phải là canh, là em rất là thích ăn muỗng. Chỉ cần một xíu nước mắm nhỉ nữa vào.
bao nhiêu cái hương vị hòa quyện với nhau, thơm ngon mát. Tuyệt vời quá. Thì hôm nay video em cũng chia sẻ được về quán cơm cũng gần nhà em mà cũng gần nhà hàng em, cho nên là em chia sẻ được bao nhiêu đó. Rồi mọi người mà sau này có đến Quy Nhơn thì ghé quán cơm ăn để thưởng thức và biết cái hương vị cơm thơm ngon giống như em chia sẻ không, cũng như là ở Quy Nhơn mà chưa đến thì cũng nên đến đi ạ. Em hài lòng về không gian, view là không gian, rồi món ăn, màu sắc đó. Cho em cuốn thử một cái cuốn bánh tráng này, em chấm ở chậm chiếu cho cô chú xem nha. Bánh tráng chấm chậm chiếu, trời ơi cái miếng bánh tráng này đúng nãy giờ nó còn dai, màu sắc đẹp quá. Rồi mình cuốn với rau sống đây ạ. Rồi cho miếng dưa leo vào. Rồi cuốn với lòng chấm với chậm chéo mới ngon, còn cá là cái hương vị cá là nó đã thơm ngon rồi. Ồ cái cuốn này trời ơi. Rồi cho miếng dưa cải chua chua ngọt ngọt ra. Bây giờ em ăn hết cái phần đây rồi còn cuốn này. Đó. Cameraman của em bạn chỉ ăn cá và thịt nạc thôi, cho bạn không có ăn, nói chung là về thịt mỏ hoặc là lòng rồi bạn ít ăn được lắm ạ, nên em phải chiến hết cái đĩa này chứ không là nó ổn một cái đĩa rất là ngon. Đây nhìn cuốn không đẹp đâu bởi vì cái tay em đang đau quá, nhưng mà đây em mời ạ. Trời ơi em chỉ sợ cay thôi không sợ gì hết. À, hấp dẫn chưa? Hấp dẫn quá em ơi. Nó ngon mà em biết là nói điều gì cái em đi tìm ly bia. Bởi vì mồi ngon mà uống bia nó mới hấp dẫn à. Cái cuốn của cái dừa trường giòn, giòn mà giòn gấp 3 gấp 5 lần cái dừa trường, giòn dai sực sực. Đúng mùi ngon là uống bia. Cái chén nhậm chéo bây giờ nó nở ra nè, nó sọt lại. Mọi người thấy không? Pha như thế này nè, ngon quá. Ai. Trời ơi cay. Quá cay luôn. Ồ. Ăn quá ngập mồm. Cay quá rồi. Đúng rồi nha. Hấp dẫn quá. Hết ly luôn. Nó cay mà. Nó cay trong vòm họng, vòm miệng á. Nó cay cũng khổ. Một bữa cơm gia đình quá là tuyệt vời. Giờ này là khách cũng ăn xong về. Em quay không gian một xíu cho cả nhà mình xem. Cô chú với mọi người cũng ăn xong hết. Wow. Cay không? À, cái view không gian như thế.
Nè, bên này là cái bức tranh, những cái bức tranh rất là đẹp. Đa số là cơm gia đình là có. Em quay luôn, có em bé nãy giờ. Dạ thương. Kìa, ăn ngủ luôn. Ngon luôn. Chia sẻ em về chút coi. À, em quay tới đây, em quay đủ luôn đây. Nãy giờ mọi người ăn uống nó vẻ là rất là vui, vẻ là ngon miệng, nhìn không khí như thế này em cũng rất là vui. Sau đây em sẽ uống hết ly bia và em chia tay cô chú anh chị và cả nhà mình. Đầy quá. Anh chậm chí vô là vậy đó. Cây mà vẫn nghiện ăn à. Video đến đây là em xin tạm dừng. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị, các bạn vào video sau. Thương yêu em, ủng hộ kênh, đăng ký kênh cũng như là cay quá. Mua đặc sản Bình Định, đặc sản Tây Bắc, bia Camel Chita. Nhớ mua chậm chéo nha mọi người. Ai ăn cay nhiều mua chậm chéo. Ít cũng mua, thơm nhưng mà cay mình phải ít lại. Số điện thoại 0913420679. Địa chỉ 240 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Em xin cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.